nhận được tin ở trên nhà là vợ chú báo xuống là thằng cháu làm đấy bị cháy xưởng, không biết có ra được hay không. Nên là chú đang làm dưới Hà Nội, nên là chú về đấy luôn. Nhưng mà người ta không cho vào, chú chỉ đứng ngoài thôi, đứng trong mà xem nó. Dù biết con mình đang ở đấy ở trong mà chưa ra được. Khi mà nhận được tin thì như là sét đánh ấy chứ còn gì đâu. Hai đứa cháu thì một đứa là con một. Thế thì các chú bảo là làm sao mà các cháu lại đi làm đi làm kinh tế. Đấy, vừa rời ghế nhà trường ra, thế thì là nghỉ hè tranh thủ xuống làm thêm để sau lại đi về để tiếp tục đi học. Thế mà đúng cái xảy ra.